Rồi, chứ tặng quà chị Phú không? Kim Anh dĩ dãn đau thương nữa hả? Tặng quà chị Phú đi. Thì đâu cần, thôi lột chiếc lắc này tặng Phú đi. À, đúng rồi, có gì cho đó đi chứ. Bên xui đây. Ai gọi vậy ai gọi? Rồi, tin trong lãng nè. Có, bà bấm vô cái phần mềm mi tư đó, ai gọi nào? Bởi tin trong lãng đi gì chứ rồi. Mày phải chơi đi lắm á. Mày nha, nhỏ quá nha. Chị chết, tặng quà gì chị Phú không? Không, không có ăn, mà tặng có một chút xíu mà kêu ăn tặng bò. Tặng cho con cháu, tặng chiếc lắc đi, thay đi, tháo ra rồi đây đây. Rồi bây giờ chiếc nhẫn đi, đưa đây, tha lột cho. Rồi, chào anh chị. Ủa, bà cài gì không mới vậy? Con hả? Giờ neo number 5. Ồ, mất tiền. Đừng đánh trong lãng rồi, quay chức ngay cho buồn chuyện. Thôi đi về, ăn béo đây, chắc dính xương nó vậy. Không nó chơi vậy kẹo bà đó chứ thương mà cho bà ăn chứ. Ở đâu có vậy? Nhà chị Phú. Nhà chị Phú. Con bán mua. Bây giờ không không có tặng quà chứ mà nhà chị Phú đi con quay lại cho chị Phú coi. Chúc chúc sinh nhật bé Phú. Làm có tiền bỏ ông Cường đi. Happy birthday, happy birthday. Ghê vậy. Cái gì nữa? Sao má vợ chồng quay phim rồi thôi anh kêu ra là anh Phúc nhiên cái mày chiều mày chia tay đi. Ủa cái chúc mình sinh nhật gì mua đây bánh kem quay chứ đi chùa có cái gì? Trời ơi. Nè, nghiệp quá nghiệp luôn. Quay cho Nguyễn Thị kìa hát rồi bà chứ không dữ kìa. Ai? Quyền chân Nguyễn Thị. Ai? Ý là nói gì chứ không dữ đó cộng đồng mạng đó. Hẹn bên đó một tàu. Dục vô hùng giác một chậu đó. Sao chứ không ăn hết đi cái gì chứ cũng bỏ tội lắm. Không qua nữa lấy thằng lao bàn đi. Còn cái bàn nữa đi. Rồi hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đến buổi live của em nha mọi người ơi. Xin thông cảm nha, cái kênh mới của em chưa like, hiện tại những chưa like được cho mọi người. Nó nói em trong vòng 24 tiếng cho em like mà sao cuối cùng nay 24 tiếng mà chưa cho em like nữa nha mọi người, thông cảm nha. Là do là nó có lỗi gì nữa. Dạ. Chưa đủ, em nghĩ là chưa đủ nó mới vậy. Chưa đủ rồi. Chưa đủ được đăng ký cho nên chưa có like. Ừ, YouTube hỏi thử bao nhiêu mới được đăng like YouTube lên YouTube rồi. Đã thân. Rồi chào anh, với chị Hà Kevin nha. Hello bà chúc ăn học chữ bậy. Rồi là trời. Đổ nước chưa gì vô kiếm mối rồi. Kiếm mối à, kiếm mối gì chứ của em nha. Rồi, lấy ra đi. Ôi, chín mươi chín lần rồi chị Xuân đừng để mộng cầm qua quán chơi chung nữa. Rồi, ok nha Phúc Lê ơi, này là bảy chai của anh thôi. Mộng cầm hiện tại là bây giờ là đâu khô lại chứ chùa nha, chứ không còn trong trong chùa nữa nha anh. Hỏi bà chất đi chửi lộn giùm chị được không, chị trả cho 5 triệu chửi chứ chứ bả hung dữ chửi ghê quá. Trời ơi, chị là bậy rồi chị ơi, chứ chỉ chửi trong nhóm thôi nha, chứ ra nhóm là chức thằng con thỏ nha. Trong nhóm mình chất hiện hình con cọp, ra nhóm mình chất hiện hình con thỏ, đúng không? Nè kìa, qua cởi rồi nè nè. Alo. Trời ơi, không có tiền, tối về uống trên tố má. Trời ơi, làm tiền hoài à, chưa ơi, được đồng bạc. Bây giờ bà nói bà không có tiền, em lột chiếc lắc nha. Trời ơi. Coi như là chiếc lắc sinh nhật, qua sinh nhật rồi kêu lột kìa. Ôi đưa chiếc nhẫn đi, đưa chiếc nhẫn đi. À, hỏi đi. Hỏi đi. Bà ta tối dũng sinh tố rồi kìa. Bà chứ coi clip Ứng Nguyễn bò bò xà lông, bò xà lông coi lông mộng cầm chưa? Ở đâu? Hả? Ở đâu? Ở trên nhà ông Ứng Nguyễn á. Vậy là nó có quay vòng vòng á. Mới ăn gì đi ỉa trời, ông con kêu đừng có ăn nước dừa mà trời ơi cũng ăn nước dừa vô bây giờ. Gì đâu vậy? Gì vậy hả? Em hỏi đi. Đi. Lên đầy giống quần nhà má. Cái giấy đây. Thôi, không có ai có giấy. Có giấy mà. Ơi, giấy làm gì? Cái giấy cho bả đi thì Sơn. Rồi chứ không có cầm giấy mà qua ị luôn. Rồi chứ tôi không có giấy mà đi ỉa luôn bên đường luôn. Không lấy thì phải lấy thôi chứ hết số rồi. Hết số à? Ừ. Ba mốt cho 200 tờ lấy của ông này đắp của ông kia. Tại bà này mới nghỉ hôm qua là ta cũng học dò người ta. Em mất anh mà em bán bánh bông lan rồi mọi người ơi. Rồi chị Dì Sơn, chị ơi Dì Chức thực hiện cho mọi người. Đó. Chào Dì Sơn, chào mọi người Dì Sơn.
Hôm qua sư xong xuống đây chơi sướng. À qua thì Sương đi đu bệnh đó Sương. Ở qua thì Sương qua bận đu bệnh xíu cho mọi người lên hậu ghé được cảm với thầy Sương rồi, đáng vô trước thầy Sương. Thì em dốc Che Vũng Tàu nay Đồng Nai Cần Thơ thổi mà đội bán 20 ngàn cũng lồn 5 ngàn bán đầu lá tên chục bát tùm chỗ đây cộng đồng ơi. Sao hôm nay dậu không mặc áo quần thôi để đi mà chuyển qua áo nước suối rồi dậu. Trời ơi Thành Nguyễn ơi, em mới nói hôm qua nó chuyển nó nói bậy quá trời một đám. Ông Thuận nè, ông Vinh nè, Tuấn Nguyễn nè, với hai nào nữa là quắc rồi. Thôi mà chị cũng vậy rồi, từ từ xíu em để vậy rồi ra đem em lưng nó đó. Thôi đó, cảm ơn chị Duyên Trần. À, cái chữ Ajun á, chữ đó hay ghê. Cái đó về đường ruột mà, có cái đường ruột mà, gia quân. Cũng nói về đi cầu nó nhẹ, tối nó ngủ được ngon giấc ghê. Nó đem về cho con nó hết luôn rồi. Lát mua chị uống thôi. Mèn ơi, xin miếng mình chào dì Mộng Sương. Đó, chị Quý Nhi chào dì Sương nè. Miếng uống rồi. Hả? À, miếng uống. Con hả? Tôi thương em gái ban bánh bông lan, nhưng em lại bỏ tôi mà đi. Chứ qua cách đó sao mà dạy mấy bỏ con đi người chứ. Ai còn em bán bánh bông lan mày nói chuyện nó tao nổi hả hỏi tao qua chứ còn còn phải là chiếc trên dầu chiếc bắn luôn rồi cuối vô là con bị em mấy bỏ con luôn rồi chứ quán bà mê lồn quá. Bà đi ra cấy ngải là đi má đi lấy đu mèo về đây nhau mèo chứ em ở Tiền Giang còn gì Sương ở đâu gì Sương ở đây em chạy Vinh nha chị Nguyễn Nhi ơi. Chị Sương cứ gần giữa chân nhé, vì cùng lắm. Ăn cơm chưa? Chưa, chúc Quang đi. Đó, mọi người ơi, bữa nay vui vẻ cho mọi người, chứ em bán vé số cho mọi người đây. Vé số đây 200 tờ. Mọi người không mua thì gì em không mua muối hôm nay luôn nha mọi người. Ủng hộ cho gì nha. Ai mua thì mua nha, nhanh tay thì còn chậm tay đi hết nha. Quẹo lửa, lửa quẹo nha. Bán hết hôm nay là xong là mai đi Mỹ nha, dưới đi Mỹ nha mọi người. Bán cái đi Mỹ đó bị chất. Bán hôm nay đi Mỹ đúng không? Đó, chứ em bán xong rồi mai chứ em đi Mỹ nha mọi người. Trời ơi, mấy má đâu đi Vũng Tàu nữa. Trời ơi. Chị em hơn nhau chưa dạo chưa đâu nha, chị Long Phan ơi. Đi Vũng Tàu là có 2 triệu à, mà chuyến này nước vô quá. Còn cắt cái ghế là chị hiểu rồi đó nha, là không thân thiết đó nha. Mua nửa chai dưa hấu quá hả Trương? Nhiều. Nhiều. Hỏi gì Sương ăn à, hỏi gì Sương uống gì không, mời giờ chị ăn ly nước đi chết. Muốn uống ly ai giống nhỏ bánh làng vậy. Không phải đâu, super. Vô đồ, vô đồ trước. Chị Sương mua đồ dép bơ không à. Rồi chứ giao số đi, số mấy này bán số mấy đi chứt. Rồi giao gần đi. Quá. Thôi chức bán 30 81 60 757 90 49 10 47 06 20 84 42 03 96 84 95 hết chức bán hết rồi nha cả nhà. Rồi em chào chị Suka nha. Ủa sao kỳ con gì chức có tiền mà không mua cho con uống. Trời giá thầy uống luôn. Chào dậu là gì sao mà chào chị Linh Nguyễn nha. Chị chưa còn dựng gì chức không. Chị có về quá rồi thăm má ơi. Sao hôm nay chị Sương ngồi cách cái ghế rồi coi vui vẻ đi chị Sương ơi. Vì chức tính gì chức chỉ có nổi thùng được có 5 phút thôi. Chuyến này tự bơi đi mà chết. Mà muốn ông nói gà tự bơi đi rồi chết gà. Rồi. Ông có công, ông gạt con lúa lúa nha. Con chưa bán với chú mở hàng đó. Con lúa lúa nó gì ảnh dạng gì chức. Mở hàng tôi đây. Thôi khỏi đi. Chỉ có gì Sương dậu giờ toàn là hiểu gì chức thôi. Dậu đẹp trai quá mà nên tới giờ chưa có like kha kha cho em ăn ở chị Long Phan không ơi. À đó. Có đâu bà ơi, quên bà ơi. Có đâu bà ơi, còn nghe lầu mấy đứa nó.
Ai nghe lời bữa nay. Anh má ơi. Bữa gì chết chửi trên biển đó thì chết. Chết chửi là chết bậy rồi, chết xin lỗi gì Sương biển ở đây. Xin lỗi Sương. Lỗi. Đó, mình đã xin lỗi ở đây thì Sương ơi, bỏ qua đi Sương. Đó, dĩ hoài dĩ quý. Thôi đập số đây. Đó, xin con ta xin lỗi rồi Sương ơi, cứ vẽ đi Sương. Thằng này đi ăn cơm đi qua anh kia, đừng quá mày chủ coi lại. Chưa bán là nặng cặt lại anh. Trời ơi, măng rồi nãy măng ăn cơm rồi. Thôi bỏ qua đi Sương ơi, vui vẻ đi, nói chung là chắc chị chắc em. Chắc bút mày dĩa 40 á. Có kiếp này đâu có kiếp sau đâu, chị Sương ơi, vui vẻ đi. Mà chị nhất mà người khác giận thì người đó, rồi trời. Quá tệ đó. Chào chồng yêu của em ơi, em đi chỗ khác đi em. Con vợ ơi, em đi ngủ đi em. Em đừng có xuất hiện trước mặt anh. Coi clip một năm trời trong nhóm ít người mà vui, ngày nào cũng coi luôn đó, và cảm ơn chị Hằng Phương nha. Nó đi cầu vậy đó, chân lắc nhắc vậy đó. Sổ người vậy đó. Nay ta chơi 6 viên sổ luôn. Thầy chứ. Nó cứng bụng hoài, cứt chơi 6 viên mới đi được chút á. Ở đây vậy bắt đầu bụng mày đỡ. Nè chị nói kìa, không phải mua cho con. Con của nó đó, gì chứ. Nói con gì giàu mà, đồ của gì mà cứ đem về không dễ gì xài. Đó là sao chứ. Dạy nó đi mà. Không có đi làm gì chút ta. Ừ. Người sao người bình thường mà chắc. Người không được bình thường thấy tội gì chứ. Quá vui vẻ đi, vì Mộng Sương ơi. Cho con số kết bạn Zalo được không? Chị Nguyễn Nhi là kết bạn Zalo gì Sương à? Chị Nguyễn Nhi. Đó. Sao anh chửi em? Tôi bán chết à? Trời ơi, em đi ra ngoài cái kênh anh đi em. Anh chờ Pepsi đi Sương ơi. Em đâu, em đi ra khỏi kênh anh đi. Chị chất bán với số đắt nha. Uống nước, uống luôn dĩ cho dễ đi mà chất. Rồi chào anh Cao Kỳ nha. Anh Cao Kỳ ơi, hôm qua là anh chỉ cho em 920 ngàn. Tiền lẩu là hết 520 ngàn nha anh, còn lại 400 ngàn nha anh Cao Kỳ ơi. Em đang giữ 400 ngàn của anh nha anh. Ủa số giùm em đi anh ơi. Anh Cao Kỳ ơi, anh nhắn tin qua Zalo mới của em cái anh Cao Kỳ ơi. Để em có gì em nhắn tin cho anh được nha anh Cao Kỳ. 0909931750 đó anh. Đừng có mua với số bà trời là... cho bà ấy bữa. Trời ơi là em, là em là chị lên tiếng. Ủa giờ là chửi nữa đây. Ba là bùm. Anh nhắn qua Zalo đi Zalo cho. Cậu em mà mấy ngồi người ơi. Cậu Kỳ ơi. Không chính thông, chính chính màu, chính ngà, chính cùng xã, chính ngà. Ủa kiếm chồng binh hả, kiếm đồng minh hả? Vì chứ ai làm dữ